Và bây giờ Ngọc Kiều Oanh và Hùng Thái xin gửi đến gia đình và tất cả quý vị với bài ca cổ rất là dễ thương, duyên quê, sáng tác của Diễm Châu. Ta nay có người bạn hứa với tôi ngày hôm nay đến đây để chúc mừng ngày hạnh phúc nhất của hết hồn. Em Đậm anh hết hồn à? Anh Thái ơi, anh đang có mong lung gì đó? Anh đang chờ bạn anh đến dự đám cưới. Bỗng dưng phía sau lưng của anh á, có bước chân ai đi nghe nhẹ nhẹ. Anh tưởng đâu là ai, khi anh quay lại thì... Thì sao? Thì quả đó là em. Hồng, mời sáng sớm em đi đâu? Một tay em xách chiếc lòng te, còn tay kia em bưng rổ đau vừa. Em đi cái mặt để nói rằng nghe một gì, sau khi vừa mới ra thăm rồi. Vậy hay em? Nè. Em ơi, em đúng là một cô gái quê kiều màu. Anh bằng quá lời làm cho em mắc cỡ. Có đâu mắc cỡ em. Mặt trời lớn đẹp quá. Sớm đầu ngọn đã nghe tiếng hò reo gió đưa sang. Hồng ơi, mới sáng em đi đâu mà trên tay em xách chiếc lòng tia sáng xanh sáng đỏ. Đôi má em hay hay nhánh mặt trời nhỏ nhỏ đồng hiên nhà. Ngồi xuống đây nghe em nói chuyện này. Chuyện gì vậy em? Con sáo em nuôi mới vừa tập nói, em dài dở lòng ba tí chị Hồng ơi. Nhìn em ra ngồi với nụ cười tươi, em nhìn anh qua đôi mắt yêu hiền. Anh nghe lòng mình sao xuyên băng khoăn, như muốn chan hòa cùng mùi thơm lúa chín. Lúa anh chín thì lúa em cũng đổ đồng đồng rồi chứ bộ. Nhưng mà lúa anh là lúa ngắn ngày nên nó mới đổ sốt như vậy đó em à. Gì vậy em? Dạ cảm ơn. Nhỏ, dạ. Nó hát gian tập nói. Nói sao? Đi, mỗi khi nhớ đến em á hả? Anh hai nghe nó và bắt chước giọng người với ba tiếng chị Hồng ơi. Anh giận em luôn rồi đó. Sao vậy? Anh về à? Sao mà anh về? Em nói gì mà em không nhớ hả? Để anh lặp lại cho em nhớ nha. Em nói em dạy cho con sáo nó gọi ba tiếng chị Hồng ơi đúng không? Anh hỏi nè. Anh hỏi vậy chứ tại sao em không dạy cho nó nói rằng ba tiếng anh thanh hỏi. Em tập nó nói rằng ba tiếng chị Hồng.
không được nhớ tới ai, cô Sáu, cô Mười, cô Huệ hay là cô Mai à nha. Em ơi, em đúng là một cô gái quê mẫu mực, là một người con gái giỏi giang siêng năng. Tất cả bà con cô bác xa gần, ai ai cũng đều ngợi khen. Anh có em đây là hạnh phúc lắm rồi, vậy hỏi chứ anh còn dám nhớ tới ai, đúng không? Anh Thái ơi, mới hồi khuya hôm qua đó, khi em vừa cho tầm ăn xong thì má mới kêu em lên nhà trên, má hỏi. Má hỏi sao? Má hỏi vậy sao? Á, chứ anh Thái á, con của ông Năm Ngữ xuống trên á, mày có ưng nó không? Hãy trả lời mau để tao trả lời với anh. Rồi cái em trả lời sao? Em nói để giờ chuyện mối bay cho hai đứa được nên giờ nên chồng. Cảm ơn bà má. Để em trả lời bà rồi má cái sao? Rồi một hồi lâu em sao? Nói em nói nói gì? Em nói dạ con bằng lòng. Bằng lòng mà làm anh hết hồn mà. Làm em hết hồn mà. Má, nhưng mà anh nói thiệt nha, má nhưng mà là má của ai? Thì má của em, mà má của em cũng là má của anh chứ bộ. Đúng rồi, rồi má nói sao nữa, nói đi coi. Rồi má nói ông à, con ráng lo ruộng để xong vui, để còn lo sắm Tết. Mà ai có năm nay là một cái Tết đi hoàng. Đúng rồi, em thấy chưa? Thấy chưa? Phương Vinh với Quang Tiến gần Tết tổ chức làm đám cưới vui ghê không? Mấy tháng sau này chúng mình làm đám cưới luôn nha. Rồi hả? Không, em sẽ nhờ cậu Tư đại diện cho bên bên nhà gái. À, anh sẽ nhờ anh Trường Sơn đại diện cho họ nhà tai. Dạ. Nhưng mà thôi, rồi nói em đừng buồn nha, nhắc tới ba má em anh sợ. Vì ba má em mà còn ăn ở theo xưa, bắt anh đầu đội thước cá kho, chân mang cuốc dông, mặc áo dài lượn qua lượn lại. Anh thấy tốt thiệt anh quá em ơi. Thì có gì đâu mà kệ. Em nói anh nghe nè. Sao? Cô vợ á phải chịu cực khổ chút đỉnh, bực mình chút đỉnh thì có ăn nhầm gì đâu anh. Đúng rồi, Quang Tiến gì tính nói vậy nè. Yêu nhau đâu ngày gian lao, chỉ những chuyện nhỏ nhen tầm thường. Đó rồi mỗi sáng tinh sương, hai đứa ngồi phút nơi phút dần. Thấy hai ta nên vợ nên chồng, con Sáu trong lòng cũng gọi ba tiếng chị Hồng. Và hai đứa em cảm ơn những người anh, người cậu mới đến sau vui với gia đình dành những cành lộc tươi thắm cho em cháu. Xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ thì mời...